đảo Hoàng Sa, cùng đảo Hoàng Sa. Cái đảo chính là tên là Kê Takero theo tiếng tiếng Bồ Đào Nha. Bản đồ đầu tiên là được vẽ năm 1686, tên là Bá Tự Đồ Công Đào ở tại Nghệ An. Và cái đến cái bản đồ này, bản đồ này là do cục tình báo trung ương Mỹ họ xuất bản năm 1979. Cả đây họ vẽ đất Hàn, toàn bộ là đồ Trung Quốc là màu trắng. Mỹ họ vẽ bản đồ là có màu trắng. Một sự kiện đặc biệt mà tâm điểm của sự chú ý là những tấm bản đồ. Đây là những bằng chứng lịch sử về một sự thật. Chính các cái tư liệu của Trung Quốc ngày xưa để lại đấy, mà trong đó đặc biệt là bản đồ, thì nó lại chứng tỏ rằng Trung Quốc có phát hiện ra Hoàng Sa Trường Sa, có ghi chép Hoàng Sa Trường Sa, nhưng mà cho đến đầu thế kỷ 20 đấy, chưa bao giờ quản lý Hoàng Sa Trường Sa cả. Bản đồ phía Nam chỉ đến Hải Nam thôi. Với tất cả những cái tư liệu bằng chứng được trình bày này đó, thì giúp cho dư luận, cho từng người dân, cho những người làm công tác nghiên cứu, kể cả những nhà quản lý, thì họ thể hiểu một cách hệ thống về cái quá trình nhà nước Việt Nam đã chiếm hữu và thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo này như thế nào. Qua những cuộc triển lãm này, và tất nhiên còn nhiều cái phương thức khác, mỗi người dân Việt Nam ý thức được cái trách nhiệm của mình, cũng là cái người kế tục cái sự nghiệp của cha ông, trong đó cả xương máu của cha ông, để có được cái lãnh thổ chủ quyền này. Cuộc triển lãm này rất có ý nghĩa. Lịch sử thì không thể chối cãi. Bản thân tôi cũng đã từng nghiên cứu, tìm hiểu về hai quần đảo này và khẳng định đó là của Việt Nam. Để có được những tấm bản đồ và những cuộc triển lãm nhiều ý nghĩa như thế, không thể không nhắc đến tình yêu đất mẹ của một người con xa xứ, người đã dành nhiều tâm huyết để có được bộ sưu tập này cho đất nước. Là cháu ngoại của nhà thơ Tế Hành, ông Trần Thắng tên thật là Trần Đình Thắng, quê gốc tại Quảng Ngãi, định cư tại Mỹ từ năm 1991. Năm 2000, dưới sự giúp đỡ của nhiều học giả như giáo sư Trần Văn Khê, ông Trần Thắng lập ra Viện Văn hóa và Giáo dục Việt Nam, gọi tắt là IVC tại Hoa Kỳ. Từ đó đến nay, qua hơn 60 hội thảo, tổ chức phi lợi nhuận này đã tư vấn miễn phí cho hàng nghìn bạn trẻ Việt Nam tìm hiểu cơ hội du học Hoa Kỳ. IVC của Trần Thắng còn đưa nhiều nghệ sĩ và tác phẩm nổi tiếng của điện ảnh Việt Nam đến giao lưu tại Mỹ. Có thể kể đến một số phim như Đường Đốt, Cánh Đồng Bất Tận, Mùa Len Châu hoặc Trăng Nơi Đáy Giếng, Chuyện Của Bao, Thung Lũng Hoang Vắng, Của Rơi, vân vân. Hơn 10 năm qua, đã có gần 50 sự kiện như thế được IBC tổ chức trên khắp nước Mỹ. Tin rằng điều này sẽ giúp cho công chúng Mỹ biết nhiều hơn về âm nhạc, nghệ thuật cổ truyền, mỹ thuật, văn học và điện ảnh Việt Nam. Cùng với các giá trị văn hóa Việt Nam, ông Trần Thắng giờ đây lại có thêm niềm đam mê khác. Từ câu chuyện về một nhà nghiên cứu Việt Nam tặng bản đồ nhà Thanh cho Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, ông chợt nảy ra ý tưởng sưu tầm bản đồ cổ Trung Quốc do phương Tây xuất bản để làm căn cứ khoa học minh chứng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Khoảng cuối tháng 7 mà khi mình đọc tin tức ở Việt Nam về chú tiến sĩ Nguyễn Mai Hồng á tặng bản đồ nhà Thanh cho Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam đó. Lúc đó thì Thắng cũng đang trên máy tìm kiếm mua một số cổ vật Việt Nam, thì tình cờ thấy một số bản đồ của Tây phương ở in ấn nó giống bản đồ này. Lúc đó thì Thắng lấy ra vài cái bản đồ gửi về cho anh Trần Đức Thanh Sơn để mà thẩm định, thì anh thấy cái bản đồ này có giá trị. Thì sau đó Thắng tiến hành lùng kiếm mua.
Từ buổi tối đầy cơ duyên đó, ông Thắng đã qua nhiều đêm trắng bên những trang mua bán trực tuyến. Sưu tầm bản đồ không phải là công việc dễ dàng và dành cho người thiếu kiên nhẫn. Ngoài thời gian trên mạng, ông Thắng vẫn tự mình lái xe, vượt hàng trăm km đến các cửa hàng đồ cổ, các nhà sưu tập bản đồ hoặc các nơi rao bán. Tìm được bản đồ đã khó, làm thế nào thẩm định được giá trị của chúng còn khó hơn. Xác định được tên tác giả, năm xuất bản, nhà xuất bản, tỷ lệ, kích thước bản đồ luôn cần đến kinh nghiệm và kiến thức của các chuyên gia. Mà ông, trong lĩnh vực này chỉ là người ngoại đạo. Rồi chuyện mua bán có lúc làm ông Thắng phải suy nghĩ. Bản đồ cổ có tấm giá chỉ vài đô, nhưng cũng có thứ đắt hàng nghìn, thậm chí là cả chục nghìn đô la Mỹ. Trong khi lương kỹ sư của ông cũng chỉ đủ sống. Vì thế, tiền bạc cũng có lúc hết. Khi biết chuyện, nhiều người Việt Nam ở bên nước, ở Mỹ, ở châu Âu đã nhiệt tình giúp đỡ ông. Có Việt Kiều ở tận Hà Lan, thậm chí còn giấu tên gửi tặng ông bản đồ. Thành phố Đà Nẵng, nơi quản lý huyện đảo Hoàng Sa, khi hay tin đã hỗ trợ ông một khoản tiền để mua. Bên Đà Nẵng thì họ xuất quỹ ra 3.000 đô để mua các cuốn năm 1933. Thì Thắng thì mua những cuốn còn lại và bạn bè mua thêm, đóng góp thêm cuốn năm 1919 với là những cái băng đồ lẻ. Thì tổng số tiền khoảng độ 13.000 đô. Việc sưu tầm bản đồ nhiều lúc khiến ông Thắng phải tạm gác lại chuyên môn ở công ty chế tạo động cơ máy bay tại tiểu bang Connecticut, Hoa Kỳ. Tiền bạc dành dụm được tiêu tốn cả vào chuyện mua bản đồ. Cho dù lúc đầu, ông cũng chưa biết phải làm gì hay bàn giao số bản đồ này cho ai. Vì thế, có người bảo ông gàn, ăn cơm nhà vắt tù và hàng cổng. Việc mình chưa lo hết lại đi gồng gánh việc quốc gia cách nửa vòng trái đất. Những chuyện đại loại như vậy cũng chẳng làm ông Thắng buồn. Ông bảo, là người Việt Nam thì phải có trách nhiệm và nghĩa vụ với đất nước và phải làm gì đó có lợi cho đất nước, cho cộng đồng, chứ không phải là ngồi đong đếm thiệt hơn. Mua 5.000 hơn trả giá. Cuốn này là cuốn năm 1908. Cùng với việc tìm kiếm sưu tầm bản đồ chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa, ông Trần Thắng còn mở website và đưa những tấm bản đồ sưu tầm được lên đó. Theo ông, thì đấy là một trong những cách làm đơn giản nhưng hiệu quả. Thế giới từ đây sẽ biết rõ hơn về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa là thuộc về ai. Thắng có ý định là scan hết những bản đồ Trung Quốc và Hoàng Sa và lập một bản những sách Atlas của Trung Quốc thì mình cho vào đĩa DVD, sau đó mình sẽ gửi cho tặng hết tất 100 trường đại học hàng đầu của Mỹ, tất cả những thư viện của trường đại học để cho họ cho vào trong thư viện của họ để làm cái cơ sở họ biết để mà ai có tìm hiểu về lãnh thổ Trung Quốc, ai có tìm hiểu về Hoàng Sa Trường Sa thì họ biết họ có tài liệu đó. Chứ hiện tại thì cái tài liệu này tuy nó nhiều đồ sộ như vậy nhưng mà ở trong trường đại học không có là bao nhiêu cả. Kể từ buổi tối mùa hè năm ấy, nhờ sự tư vấn của các chuyên gia bên nước như tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn, cứ hết giờ làm việc ở công ty, ông Trần Thắng lại dành thời gian tìm kiếm bản đồ. Càng tìm, ông càng phát hiện thêm nhiều bản đồ cổ. Chúng có mặt ở nhiều nơi, từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga cho đến Đài Loan, Hồng Kông. Sau một thời gian công phu tìm kiếm, bộ sưu tập này sau đó đã lên đến 150 tấm bản đồ rời. Giá trị nhất phải kể đến 3 cuốn toàn tập bản đồ Atlas. Đó là các cuốn Atlas Trung Quốc Địa Đồ xuất bản năm 1908 và 2 cuốn Atlas Trung Hoa Bưu Chính Dư Đồ do Tổng cục Bưu Chính thuộc Bộ Giao thông của Trung Hoa Dân Quốc xuất bản năm 1919, tái bản năm 1933. Những tấm bản đồ này được xuất bản trong khoảng thời gian từ năm 1626 đến năm 1980 tại các nước Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Canada, Scotland, Úc, Ấn Độ và Trung Quốc. Tất cả đều chỉ ra rằng cực nam của lãnh thổ Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam. Các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa chưa bao giờ là một phần của lãnh thổ Trung Quốc như ngày nay họ vẫn tuyên bố, mà thực ra là thuộc về Việt Nam, ít nhất là từ thế kỷ 17.
Những cái bản đồ này nó chứng minh rằng họ không có một chứng cứ lịch sử gì cả. Nó chứng minh một điều, tức là chúng ta đã có một quá trình thu đắc lãnh thổ lâu dài. Từ thời ít nhất là từ thời kỳ nhà Lê chúng ta đã có cái vấn đề này rồi. Và chúng ta kéo dài liên tục cho đến các triều đại sau này, kể cả những trong giai đoạn rất là khó khăn như giai đoạn thuộc Pháp hay cả giai đoạn là Việt Nam giữa các hai miền, thì chính quyền Việt Nam Cộng Hòa người ta cũng tiếp tục làm cái công việc đó. Phát hiện của ông Trần Thắng về những tấm bản đồ Trung Quốc không có Hoàng Sa và Trường Sa diễn ra trong bối cảnh tình hình Biển Đông trở nên căng thẳng sau hàng loạt động thái từ phía Trung Quốc. Việc thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa, đưa ra yêu sách đường chín đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò, chiếm gần như toàn bộ Biển Đông đã làm dư luận thế giới nóng lên. Giáo sư Carl Taylor, chuyên gia hàng đầu về Biển Đông từ Đại học New South Wales, Australia nói, những tấm bản đồ, chẳng hạn như sưu tập bản đồ của Trần Thắng, đã chứng tỏ mâu thuẫn của Trung Quốc trong việc tuyên bố chủ quyền không thể tranh cãi của họ. Lịch sử thì không thể chối cãi. Một nhân chứng đã từng sống và làm việc tại quần đảo Hoàng Sa, sau khi xem những tấm bản đồ này, đã phản ứng. Tôi đã sống và tôi là một trong những người cuối cùng đời đổ mình ra. Năm 74, 13. Thì tôi đã sống đó là hai lần, năm 71 và năm 74. Thì cái từ cái chỗ nó không thể chối cãi được. Cho ông mình vẫn ở mà nó vẫn bốn biển giữ đó. Thì anh không có thể là nói chuyện là nước ban được hết. Đây là quá đúng. Dù của phương Tây hay do các nhà nước Trung Hoa trước đây xuất bản, những tấm bản đồ của ông Trần Thắng đều có điểm chung là vẽ lãnh thổ Trung Quốc không có Hoàng Sa và Trường Sa. Đối với các nhà nghiên cứu như tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn, điều này rất có giá trị. Việc kết hợp giữa nguồn sử liệu trong nước với những bằng chứng lịch sử khách quan càng làm tăng thêm tính thuyết phục về chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Cái là bài không có định vị á, tức là người ta thấy là người ta tư tư ở trong bản đồ. Đúng mà nó có một cái eo biển phải không? Sử trong nước, cụ thể là cuốn Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cư Ngục viết rất rõ. Từ thế kỷ 16, chúa Nguyễn và sau đó là các vua triều Nguyễn đã xem Hoàng Sa và Trường Sa như phên dậu của nước Việt trên biển. Trong suốt mấy trăm năm, nhiều đội hùng binh đã được cử đi chấn giữ, khai thác và quản lý hai quần đảo này. Chủ quyền quốc gia đã được xác lập. Chứng cứ về các đội hùng binh thời Nguyễn đến nay vẫn được lưu giữ, bảo quản tại các đình làng An Hải, An Bính của huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Lịch sử rất rõ ràng và thuyết phục. Giá trị của những tấm bản đồ này cũng không có gì phải bàn cãi. Vì vậy, nhiều chuyên gia quốc tế về Biển Đông tin rằng nếu các tranh chấp về quần đảo được đưa đến Tòa án Công lý Quốc tế, bộ sưu tập bản đồ của ông Trần Thắng có thể được sử dụng như một bằng chứng lịch sử để bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Bản đồ nó không phải là một cái văn bản pháp lý, một cái văn kiện có tính chất pháp lý để bắt buộc để được sử dụng trong các cái tòa án quốc tế để phân xử chủ quyền thuộc về ai. Những bản đồ nó là chứng minh một cái quá trình liên tục về một quốc gia nào đó thiết lập một cái chủ quyền rồi quản lý và thực thi cái chủ quyền đó trong một quá trình lâu dài. Cho nên nó có cái giá trị về mặt lịch sử, nó là những cái bằng chứng pháp lý. Đây là bản đồ còn niêm, còn nguyên niêm. Với mong muốn giúp cho việc nghiên cứu và bảo vệ chủ quyền đất nước, từ cuối năm 2012, ông Trần Thắng đã nhiều lần gửi bản đồ về cho Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Đà Nẵng, nơi có công trình nghiên cứu về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Tháng 5 năm 2013, ông Trần Thắng về nước, đem theo một số bản đồ mới sưu tầm được. Ông đã trao số tư liệu này cho huyện đảo Hoàng Sa, Đà Nẵng, như thể hiện tấm lòng của người con xa quê với Tổ quốc. Dịp này, thành phố Đà Nẵng đã quyết định tặng bằng khen, ghi nhận những đóng góp của ông Trần Thắng trong việc nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Cùng với các bằng chứng lịch sử khác, bộ sưu tầm này sau đó đã được thành phố Đà Nẵng đưa ra triển lãm phục vụ công chúng. Năm này là 8, gọi là Trung Quốc địa đồ và do người chính quyền nhà Thanh in. Sự kiện chưa từng có này không chỉ thu hút được sự quan tâm, chú ý của đông đảo người dân Đà Nẵng, mà còn tạo được tiếng vang lớn đối với dư luận trong nước. Vì vậy, người vui nhất hôm nay ở đây có lẽ chính là ông chủ tịch huyện đảo Hoàng Sa. Đây là những công việc thật, con người thật và những tư liệu thật. Và chúng tôi muốn mang đến cho độc giả, cho đồng bào biết được
là cái chủ quyền biển đảo Việt Nam qua các thời kỳ như thế nào. Tiếp theo Đà Nẵng, các cuộc trưng bày triển lãm khẳng định chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, mà chủ yếu dựa trên bộ sưu tập bản đồ của ông Trần Thắng, được Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức với quy mô lớn tại nhiều địa phương. Đây là triển lãm tại Hà Nội vào đầu tháng 7 năm 2013. Có mặt tại sự kiện này, giáo sư Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam nhận xét, bộ sưu tập bản đồ của ông Trần Thắng cho thấy chính những tư liệu của Trung Quốc đã tự phủ định luận điệu của họ hiện nay về vấn đề chủ quyền lãnh hải. Còn Phạm Bùi Quốc Huy và những người bạn, họ đã phải lặn lội gần 200 km từ Quảng Ninh lên đây chỉ để tận mắt nhìn thấy những bằng chứng lịch sử về chủ quyền biển đảo của đất nước mà những người lính như anh có nhiệm vụ bảo vệ. Em cảm thấy là rất tự hào và xúc động trước những bằng chứng lịch sử của chủ quyền biển đảo Việt Nam. Và em thấy rằng mình cần phải có trách nhiệm và học tập thật tốt để bảo vệ chủ quyền biển đảo và độc lập của Tổ quốc. Trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông có những diễn biến phức tạp, bộ sưu tập bản đồ của ông Trần Thắng vẫn tiếp tục được đưa ra triển lãm phục vụ công chúng tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Đúng vào thời điểm 40 năm xảy ra sự kiện Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, ngày 19 tháng 1 năm 1974, một cuộc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu lớn nhất từ trước tới nay đã được Bộ Thông tin Truyền thông và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức tại Bảo tàng Đà Nẵng. Sự kiện này vì thế được đánh giá là có rất nhiều ý nghĩa. Một trong những bằng chứng mà tôi nghĩ ở đây rất có tính thuyết phục cao là không những các nhà nước Việt Nam đã quản lý và chủ quyền của các cái vùng biển đảo này mà đã thực thi ngay từ rất xưa những cái trách nhiệm đối với những quốc gia có chủ quyền trong cái việc bảo đảm cái hàng hải quốc tế, trong cái việc mà phát huy những cái yếu tố để thúc đẩy cái môi trường hòa bình và hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực. Tôi đánh giá rất cao về cái cuộc triển lãm này và tôi cho rằng cái vấn đề chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa như là một cái mỏ rất là quý. Và bây giờ đã đến lúc khi mà chúng ta tập hợp vào những cuộc triển lãm này đó, với tất cả tài nguyên đó, đó thì những người làm công tác pháp lý, những nhà làm công tác chính trị ngoại giao thì cần phải tinh luyện nó, chọn ra những bằng chứng có giá trị nhất để chúng ta đàm phán, để chúng ta có thể xử lý nó bằng cái một trong những phương pháp giải quyết tranh chấp về hòa bình, để giải quyết cái chủ quyền và chúng ta đòi lại cái chủ quyền mà chúng ta đã bị nước ngoài xâm lược. Với những bằng chứng lịch sử được trưng bày đây thì càng có một là một dịp để nhân dân cả nước nói chung và nhân dân Đà Nẵng, đặc biệt là thế hệ trẻ của Đà Nẵng, càng hiểu thêm về lịch sử của dân tộc, hiểu thêm lịch sử của thành phố Đà Nẵng của chúng ta và càng có trách nhiệm đối với bảo vệ biên giới chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam nói chung và càng có trách nhiệm hơn nữa cùng với thế hệ trẻ cả nước để đấu tranh bảo vệ và đấu tranh giành lại Hoàng Sa trở về với Việt Nam. Là Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng. Không dừng lại với việc tổ chức triển lãm các bằng chứng lịch sử và pháp lý, nằm trong chuỗi các hoạt động tưởng nhớ đến sự kiện ngày 19 tháng 1, một cuộc hội thảo khoa học lớn với chủ đề Chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa đã được Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Nhân dân huyện đảo Hoàng Sa và Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Minh Triết phối hợp tổ chức tại Đà Nẵng. Trên cơ sở phân tích đánh giá hệ thống dữ liệu hiện có, tại hội thảo này, các chuyên gia Biển Đông một lần nữa khẳng định các chứng cứ, tư liệu lịch sử, đặc biệt là bộ sưu tập bản đồ của ông Trần Thắng đã thể hiện tính chính xác, khách quan khoa học, đồng thời bác bỏ một cách thuyết phục các lập luận, thông tin sai sự thật, thiên vị, phiến diện, khẳng định Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền lâu đời và liên tục đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thứ hai, phải có những hành động thực thi chủ quyền thực sự. Chúng ta có một cái thế rất mạnh là cái chiều dày của lịch sử, rồi là các cái chứng cứ sử liệu là rất phong phú. Mà cái này thì chính là cái lẽ phải, nó như là cái điều không thể phủ định được. Mà đây là Hoàng Sa, Trường Sa là chủ quyền của chúng ta. Đương nhiên chúng ta sẽ đặt một câu hỏi, bao giờ chúng ta thu hồi được chủ quyền?
Cái câu bao giờ ấy tôi nghĩ rằng là sẽ có ngày. Còn ngày đó là sớm hay muộn, trước hết chính do chúng ta quyết định. Là chính chúng ta thể hiện được cái ý chí, cái sự đoàn kết nhất trí của người dân, cái sự trao truyền cho các thế hệ. Tôi nghĩ rằng là chúng ta có cái niềm tin của cái ngày mong muốn ấy. Những tấm bản đồ của ông Trần Thắng và các cuộc triển lãm bằng chứng chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa đã tạo ra hiệu ứng vượt ra ngoài biên giới. Việc một Việt kiều dành nhiều tâm huyết quảng bá hình ảnh Việt Nam, đặc biệt là tìm ra các bằng chứng thuyết phục về chủ quyền đất nước, đã thu hút được sự quan tâm của dư luận quốc tế. Nhiều tờ báo phương Tây đã khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này là điều không có gì phải bàn cãi. Nhật báo Chính trị Xã hội có tiếng của Mỹ, tờ Người hướng dẫn khoa học đảo Cơ Đốc có bài Trần Thắng là người yêu bản đồ và yêu Việt Nam, trong đó nhấn mạnh những tấm bản đồ của Trần Thắng có thể trở thành tâm điểm của cuộc tranh chấp lãnh thổ xung quanh những hòn đảo ở giữa Biển Đông. Báo này cũng dẫn lời Hồng Ánh, một ngôi sao điện ảnh Việt Nam, người từng tham gia cùng Trần Thắng trong sự kiện của IVC tại Mỹ, nhận xét Trần Thắng sống ở Mỹ nhưng trái tim anh ấy ở Việt Nam. Thì nói chung thì ai là người Việt thì ai cũng quan tâm đến vấn đề mà chủ quyền cũng như biển đảo của Việt Nam. Cũng như công việc mà Thắng sưu tầm bản đồ là có duyên chứ không phải là mình có ý định gì sưu tầm bản đồ lâu nay. Hàng chục năm sống trên đất Mỹ, cũng giống như bao Việt kiều yêu nước khác, ông Trần Thắng vẫn không nguôi nhớ về Việt Nam. Tổ quốc là nơi đã sinh ra ông, và Tổ quốc luôn khiến ông cảm thấy có trách nhiệm giữ gìn bằng những gì có thể.